Trời ơi, 4-5 con luôn. Trời ơi, mình tưởng con này của mình là VIP lắm chứ sao mà các bạn bắt được nhiều ấy. Cả môn ếch thì của bắp không à. Tưởng nó không có gì mà dính nữa nè. Cái gì hoài ấy. À ha, hello hello mọi người, Sun đây. Chào em nha. Từ cái lúc mà mình được Sun tặng tên tím là quá trời thích luôn các bạn ơi. Là mình kiểu như là mình cảm thấy mình siêng chơi game hẳn luôn đó các bạn. Đúng là sức mạnh của đồng tiền nó lôi kéo mình ghê thật đấy các bạn ơi. Vì thế mà mình có vô game để bắt được một con bọ mới nè các bạn. Đấy chính là con ếch ương beo nè các bạn ơi. Trời ơi, hết cú te chưa. Cú nào cũng nần luôn. Tưởng là con trendy thế thôi như thật ra là hơi bị khó bắt đấy nha. À khoan, đang nhắc đến cái vụ tên tím đó các bạn. Thế hôm trước thì mình mới cảm ơn Xuân Xuân với Zombie thôi. Hôm nay chắc mình phải có cảm ơn kiểu gì lớn lớn nữa các bạn ạ. À, hôm nay mình sẽ cảm ơn bằng cách là mình sẽ đi đột nhập nhà của bạn Zombie nha các bạn. Thế các bạn thấy ý tưởng hay không? Hay không? Là sao vậy mọi người? Thôi không trả lời thì mình đi chặt nhau mid game vậy. Đi thôi. Ok bạn đầu tiên nha các bạn ơi. Ký em đi anh, tên em là Ngọc Game 2013. Ok ok, anh theo rồi đây. Gì ta? Tôi 100% cải chay chứ không có nạp tiền đâu. Ừ, nhưng mà sao cái mặt này là lạ ta? Ủa có cải chay thật không các bạn? Thôi thôi, ký cho em cải chay nè. Bạn thứ hai nè, anh ký em được không anh Xuân đẹp trai? Tên game Fly Lily Cutie. Bạn ký được rồi, tự nhiên khen anh làm cái gì? Anh ngại lắm. Đây đây đây, anh thấy em rồi đây. Trời ơi, dễ thương quá ta. Ký cho Lily xinh gái nha. Bạn cuối cùng nè, ký em đi. Tên game nè, Mẫn Nhi GMT. Ok ok, anh thấy em rồi. Chà, có làm YouTube luôn hả ta? Vậy là đồng nghiệp rồi. Đây đây, để anh ký cho em nha. Ok, như vậy là các bạn đã lên TV rồi nha. Còn bạn nào muốn được như này thì hãy nhớ xem hết video, sau đó ấn like, subscribe cho mình nha. Và đừng quên comment tên của mọi người xuống bên dưới để mình ký nào. Còn bây giờ... Ok, mình có mặt tại nhà Zombie Play nha các bạn ơi. À, thì mình kêu là mình vào để mình cảm ơn các bạn ạ. Nên là mình sẽ quyết định là mình chẳng xem cái gì hết nha. Ừ, đó, nhà đó. Ừ, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Ui, nhà Zun quá là đẹp luôn các bạn ơi. Còn bây giờ thì mình đi xem bạn của Zombie nha các bạn. Tại vì Zombie là một trong những người chơi Play Tour giờ mình thấy rất là nhiều fan đó các bạn ơi. Các bạn comment clip mình quá trời luôn mà toàn thấy nhắc tên Zun nữa các bạn ơi. Ok, vậy mình sẽ xem thử là những ngôi nhà của bạn Zombie thì sẽ có gì đặc sắc nha các bạn. À mà ăn, cầm luôn cả con ếch mình mới bắt được nữa chứ. Đấy, đây. Nếu như mà gặp chủ nhà một cái là mình khoe luôn. Biết đâu chủ nhà ngỡ ngàng luôn sao các bạn. Nói thế thì chịu rồi. Ui các bạn ơi. Trời ơi, mình đang định kiếm kiểu những căn nhà nào mà cấp cao cao một xíu ấy, để cho nhà kiểu có nhiều nhiều thứ để cho mình ngắm các bạn. Thì mình nhận ra là có một idol đó các bạn ơi. G-O-N-G. Ui, một idol bắt bọ hay sao các bạn ạ? Ui, có phải không nhỉ? Để mình vào thử nhé các bạn ơi. Ui, trời ơi, có phải idol không ta? À, đây là nhà của idol đấy các bạn ơi. Ghê vậy sao? Ui là trời, ngoài này có hai cái xe nè. Ủa mà không sợ xe chìm rồi trời. Sao mà dám mà để xe ở trên này các bạn ơi. Trời ơi, xe xịn quá ta. Mọi người ghé nhà nhớ tưới cây giúp mình với nha. Ờ, ok, ok. Ủa, rồi cây đâu tưới? Ủa, làm sao trời? À, trên này là bạn cũng có mấy cái bảng kiểu như là bảng Snow War này các bạn ơi. Trời ơi, mình không có cái bảng nào luôn. Áo gì trời. Ô, bên này còn đỉnh hơn này các bạn. Đi, đi, đi. Ui, bên dưới này là những con slime trong sự kiện đó các bạn. Ôi, full cấp luôn. Ui là trời, đủ loại slime đủ màu luôn các bạn ơi. Từ slime đá quý này, slime trăng hồng nè. Ôi, cái con slime bị quỷ đấy các bạn ơi. Những con này ngầu dã man luôn. Bên này còn có cả cự đà với rồng dâu nữa các bạn. Ô mà toàn full cấp thôi, đỉnh thật sự ấy. Còn bên trên này là cái gì ta? Từ từ để mình zoom mình nhìn coi. U bên trên này là những con bướm bướm. Ôi toàn là côn trùng xịn đó các bạn ơi. Nó còn này là toàn VIP với luxury hết này. Mà là đặc biệt là toàn vương miện đấy nha, không phải là bản thường nha. Trời ơi đỉnh dữ trời. Ui nhìn xong cái số bọ của mình này. Trời ơi toàn những cái con gì đâu không các bạn ạ. Linh tinh hết các bạn ơi. Mặc dù là nhiều thật đó. Thôi chịu ơi. Ếch với cả cóc này các bạn ơi. Ê mấy con này mình không có nhớ tên luôn đó nha. Ui có con kiểu xanh đậm này, con xanh nhạt này. Ôi, con kiểu xanh dương nữa này. U, con này mình nhớ là hiếm lắm này các bạn. Ây, con Panama luôn đúng không các bạn? Có cả bản thường, cả bản vương miện luôn. Đỉnh vậy trời. Ê, y như một cái bộ sưu tập á. Ôi, bên này có cả con ếch cương bẹo của mình nữa nè. Trời ơi, nó được treo tường luôn, nhìn dễ thương người ta. Bạn này là sưu tập kiểu ít nhưng mà đa loại dạng nha các bạn. Ôi, ghê thật sự ấy. Không có trưng bày nhiều luôn nhưng mà cực kỳ là chất lượng luôn. Ai, còn khu bể là cái gì đây ta? Ồ, ở đây là một cái sân khấu. Tất cả DJ nữa nè. Nhạc thì quá trời nhưng mà mình đi còn mình thì sao quẩy các bạn. Thôi mình tự quẩy mình nha. À, thôi mình thấy mình không quá các bạn ơi. Thôi đi 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 đi. Ồ bên này là khu kiểu như sưu tập cá băng này các bạn. À bên này là kiểu cá mini nhưng mà hai phiên bản. Bên trên là vương miện và bên dưới là kiểu như là bản thường các bạn ạ. Bạn này phải gọi là cực kỳ siêng phải có những cái con này các bạn ơi. Bên dưới là cái gì đây ta? Ê, bên này có chỗ bàn ghế để mình ngồi nè. À, vậy là bên trên kiểu là như khu trưng bày. Còn bên dưới này là mấy cái là không gian sống nè các bạn. Ồ,
trời ơi, nhỏ nhỏ xinh xinh mà xây cực kỳ là đẹp đấy nha các bạn. Ôi, còn bên này sẽ có cái khu kiểu như là đọc sách cho mình nè các bạn. Đó, có cả ghế riêng ấy nha, đấy. Còn bên trong này là khu vệ sinh. Wow, đầy đủ nha các bạn. Ê, để mình lên trên chỗ này hình như là tường hay cái gì đó các bạn, cái giường đôi. Vậy là nhà này có chủ rồi các bạn ơi. Hồi nãy mình đang định kêu là nhà bạn này khá là chăm chỉ luôn, mình đang định để info lại cho các bạn vô kiếm, nhưng mà có vẻ là có chủ các bạn ạ. Nên là chắc là thôi ha. Mời đến. Rồi tiếp nha các bạn ơi. Gì đấy? Một bạn cấp 25 nè. Thanh Neko. A hi hi đồ ngốc. Ý trời. Ủa nói mình nghe nói ai vậy ta? Wow, trời bạn này xinh dữ trời. Avatar rồi cả nhân vật game cũng xinh luôn. Hey, kiểu này chắc là nhà đẹp đây. Để mình vô thử nha. Wow, 1 triệu sao luôn cơ. Đỉnh người trời. Ui, nhà 700 kim cương. Trời ơi, mà đặt nhiều nội thất quá hình như bị lag luôn rồi các bạn ạ. Ui, ảo thật đấy. Trời ơi, cứu ông quản gia. Ủa sao ông bị lột xuống đây rồi trời. Ủa các bạn nào biết cách cứu ông quản gia không các bạn? Ủa, ông bị mất chân cái mất tiêu rồi nè. Bạn Thanh lên cô cho ông quản gia ông đi lên đi nhá. Đừng cho ông quản gia ông dưới đây các bạn ơi. Ôi nhìn thấy tội trời. Thôi để mình vào trong các bạn. Ơi, ở đây là bạn xây kiểu như những cái hàng rào ở hai bên nè. Trời, có hai con lân luôn. Trời, căn nhà luôn hả? Trời, có cả nguyên một quán nét bên ngoài luôn. Tính cho người ta chơi nhát miễn phí hay gì ta. Nhìn qua là mình biết bạn này khá là giàu các bạn ạ. Này này, đấy các bạn thấy chưa? Ý, trời ơi, toàn là VIP không nè. À, trong này bạn cũng nuôi cả một số con cá mini nè các bạn. À, cũng chịu khó săn ghê người ta. Đấy, được các bạn ơi. Ô, đây, khoan. Trời ơi, nhiều đồ vậy. Ui, cả bộ đồ đào dương và đồ mua nè. Wow, đồ sự kiện nữa nè. Trời ơi, nhiều dã man các bạn ơi. Ui, bạn đâu ra bạn lắm tiền bạn mua ghê các bạn. À không, khoan, hình như là cái này là đồ cày chay thôi. Không có mất tiền thật các bạn ạ. À, là mua được bằng kim cương. À không, khoan, phải bằng tiền này các bạn. Tại sao mình biết hả? Tại vì chỉ Big B cũng có các bạn ơi. Mình rút lại lời hồi nãy cho các bạn. À, có bằng tiền nha. Nhưng mà chủ yếu sẽ là những bộ đồ kiểu là cày chay các bạn ạ. Ôi, nhưng mà công nhận là ghê các bạn ơi. Đi mấy căn nhà này đúng kiểu ngưỡng mộ các bạn ạ. Mình thì suốt ngày có mỗi cái bộ đồ này các bạn mặc cứ chê hoài thôi. Giờ thì mình biết lý do rồi đó các bạn. Chỗ này thì như có cái cầu thang hay cái gì này. Mấy cái bậc này là cái gì ta? Neko này. À, Neko. Còn cái chữ trên kia là cái gì? À, Thanh Neko. À, Thanh Neko là tên của bạn đấy các bạn ạ. Trời ơi, khẳng định chủ quyền ghê chứ ta. Để mình lên trên này mình nhảy xem còn cái gì trên này không các bạn. Không có một cái gì luôn. Ôi, còn bên này. Trời ơi, hai con rồng. Là trời. Là sao vậy mọi người? Con rồng này khá là đẹp nha. Mình thích con này hơn là cái con màu đậm đậm các bạn ạ. Con này nhìn sáng sáng xịn hơn các bạn ơi. Nhưng mà vấn đề là mình có đâu. Đứng ngắm thì chứ biết làm sao giờ. À, mình có con này nè, đấy, có con này rồi các bạn ơi. Chứ không có con nào hết. Các bạn có không? Các bạn có thì khoe xuống dưới cho mình biết đi nhá. Để mình đi tiếp các bạn ơi. Ui, ý gì đấy? Một nuôi bọ luôn. Trời ơi, từ bướm thêm ma này. Có cả cái con bọ ngựa phong lan nữa nè. Ê, mà nó nằm dẹp này nhìn buồn cười các bạn ơi. Còn bên này có con tắc kè nè. Trời ơi, con bọ cánh cứng này, bọ hung nữa nè. Ghê trời. Bên này có cả con Goliath này các bạn. Ui, bên này có cả con Panama nè. Trời ơi, 4-5 con luôn. What? Ui, chuồn chuồn đi, châu hồng người bọ đá quý Hàn Quốc nữa nè. Trời ơi, bọ kẹp kim vang, sao nhiều vậy? Trời ơi, mình tưởng con này của mình là VIP lắm chứ sao mà các bạn bắt được nhiều vậy? Bạn nào biết nó ở đâu rồi để mình bắt hết mấy con này đâu các bạn. Trời ơi, sao mà đi đột nhầm nhằng người ta mà quê dữ vậy trời. Cắm con ếch thì cú bắp không à. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà của bạn ALK các bạn. Bạn này thì mình cũng... Ủa? Mình có cái bạn không ta? Hình như là mình chưa hay sao á. Trời ơi, cá mini nè. Xịn dữ trời. Những bạn ngư dân pro ấy, các bạn thử nhìn thử xem. Ở đây có con cá nào là VIP nhất các bạn. Trời ơi, cá voi sắp thổ nè. Kỳ nhông nè. Trời ơi, xiêm hồng trắng nữa nè. Ôi, cá heo nè. Đó, các bạn thử xem con nào là VIP nhất các bạn. Chứ mình thấy là mình cũng hoa mắt lắm, mình không biết con nào luôn á. Đỉnh dữ ta, câu ghê thật sự các bạn ạ. À, bên khu này thì bạn đặt đồ nó hơi lung tung một xíu. Rồi, đồ sự kiện vừa rồi đấy các bạn. Đấy, có cả cái bệ, rồi cả con rồng nữa. Trời ơi, gặp nó hoài các bạn ơi, đi đâu cũng gặp rồng thôi. Thôi, để mình sang đây coi. Trời đất ơi, toàn là những cái bảng huy hiệu này. Ui, Snow World này, sự kiện khủng long này, sự kiện bắt trái tim này. Ôi, nhà đẹp này. Rồi, cả cái gì đây? Sự kiện bắt cá bóng sáu này. Ôi, tắc kè này. Rồi, sự kiện slam này. Trời ghê vậy trời. Mời đến. Chung là nhà cũng để có khá là ít các bạn. Có khu tuyết này, có một khu nhà này. Chỗ này có một cái gì ta? Đài phun nước hả? Đẹp trời trời. Mà mình nói nãy giờ mình mong là không có gặp cái con bọ nữa nha các bạn. Trời, mình gặp hoài nãy giờ mình ngán lắm rồi đó. Mình cứ cầm con ếch này đi đâu là mình gặp với con bọ là mình thấy mình quê lắm các bạn ơi, mình xấu hổ lắm. Ui, trời ơi, cái gì này? Cái từ nãy giờ mình đi ba cái nhà là toàn có bọ ấy các bạn ơi. Cái gì trời?
Mongolia này. Trời ơi, có nguyên cả một nùi Panama các bạn ạ. Trời ơi, đội quân Nguyệt đó các bạn ơi. Ôi chịu ơi, là bỏ tí mà nhiều này luôn hả? Trời đất ơi, mấy chục con luôn. Bỏ kẹp kim vàng này, chục con này. Ui, cháu hồng này. Ui, con bướm thì con bướm này mình quên tên mất tiêu các bạn ơi. Mà cũng tím luôn nè. Rồi đằng sau cũng bỏ đá quý cũng tím luôn nè. Trời ơi, con này thì khỏi nói các bạn ơi, toàn tím thôi. Mình không tin là những căn nhà tiếp theo mình cứ phải gặp những con như này các bạn ơi. Trời ơi, mình gặp hoài ấy. Hay là mày bị rớt với ếch ơi. Sao mà tao gặp toàn côn trùng xịn hơn mày ấy. Ai mà biết được. Rồi để mình đi căn nhà tiếp theo xem sao nhé các bạn. Mình không tin là mình sẽ gặp tiếp những cái con côn trùng xịn như thế nha. Đây lần này mình kiếm cái nhà khác này các bạn. Không biết có cái nhà nào mà nó nhìn dễ không. Úp nhông nhông này trời. Yeah. Nghèo rớt nước mắt. Nghèo chắc lần này không có mấy con côn trùng xịn đâu các bạn ơi. Đây này mình để mình vô đột nhấp thử xem sao nha. Chẳng lẽ nhà nghèo mà có cái đó. Mà trong khi nhà mình... Ủa, nhà mình cũng nghèo mà. Ui, wow. Ê, rồi, một cái nhà 700 kim cương. Ghê trời. Ê, chỗ này toàn là những kiểu cái huy hiệu này các bạn. Trời ghê ấy. Ôi, là nghèo dữ chưa, nhà gì mà ghê ấy. Để mình xem thử bên này các bạn. Ô, xe máy, xe đồ này. Wow. Trời ơi, xe cả bono mà bác ra ngoài biển đi trời. Cái này nghĩ là không dùng cái gì sao thì cho mình đi chứ. 2000 years later. Ủa? Cái gì trời? Nữa rồi. Là sao? Là sao các bạn? Trời ơi, tưởng nó không có gì mà dính nữa nè. Cái gì hoài ấy? Trời ơi, lại là mấy con bọ tím này các bạn ơi, lại bọ kẹp quỳnh vàng này, rồi bọ đá quý nè. Rồi bên này tắc kè này, trời đất ơi, đầy Godzilla nè. Ồ, mấy con bọ hung này, trời ơi, thêm một đùi Panama các bạn ạ. Trời ơi, con này con hot quá trời luôn mà bây giờ mình vẫn chưa có. Ủa là sao trời? Ủa là sao kêu nghèo mà toàn pet xịn đấy các bạn. Ê, bên này đây này. Đây. Trời ơi, mấy con bên này cũng xịn luôn nè. Toàn mấy con nâng cấp hết lên rồi. Ôi, nãy mình không để ý đâu các bạn ơi. Ủa là sao trời? Ủa rồi là nghèo chứ chưa chủ nhà. Ủa là nghèo chứ chưa khủng long. Trả lời cái coi. Là nó đang hả các bạn. Ô, mình nói rồi nha, lần này là mình mà đi nhà này là nhà cuối cùng ấy nha. Nhà này mà còn những cái con bọ hiếm hiếm là mình không có đi nữa đâu. Trời đất, đi làm cái gì mà toàn thấy đồ hiếm, rồi bọ hiếm không à. Nãy giờ là mình đi toàn cấp 25, 24 này. Rồi lần này mình đi cái cấp 23 xem có không các bạn ơi. Đâu rồi, đâu, có nhà nào cấp 23 không ta? À đây, có một nhà này. Văn tường 2k3, trời ơi, cấp 23 mà là còn 2k3 luôn các bạn ơi. Nhà này mà mình còn gặp những cái con bọ kia là mình quyết định mình không có đi đột nhập nữa nha các bạn. Trời đất ơi, xong mà đột nhập xong cái tự quê luôn này trời. Thôi vô nè, làm ơn nha, đừng có bọ hiếm nữa. Trời đất ơi, mình quê lắm rồi nha, đừng có bọ hiếm nữa. Wow. Ê, nhà này hình như là nhà này của các bạn ấy toàn cá thôi nè. Ây, một bầy khủng long chơi điện tử. Ý trời. Ủa, con này con gì? Ủa, con này con gì các bạn? Ủa, sao nhìn lạ vậy? Ủa, cái mõm nó như cái tàu á các bạn ơi. Ủa, con này con cá tàu hay là sao? Ê, nhà này hình như không có hay sao á. Thấy toàn cá bóng sáu không nè. Ê, chứ trời. Đơ cái mặt ra luôn, xịt keo luôn. Cái gì ấy? Cái gì đây? Ủa, là sao? Là không có chứ chưa? Ôi, mình chịu rồi, cái này hình như là bán mở shop, bán drama hay gì nè. Ui, các bạn đếm hộ mình cái. 1 tấm này, 2 tấm này, 3 tấm này, 4 tấm này, 5 tấm này, 6 tấm này, 7 tấm này. Trời đất ơi, 7 cái tiêu bản là toàn drama không các bạn ơi. Thôi chịu rồi, làm sao đây trời. Ồ, bên này thì hình như là con này còn Godzilla nè các bạn. Trời ơi. Ủa, cái gì nữa đây, sao nhiều vậy? Ui, kẹp kim vàng nữa này. Ui, đá quý, bỏ đá quý Hàn Quốc nữa này. Cái gì vậy trời? Ảo thật đấy. Đây, mình đứng đây, mình cho các bạn ngắm hết một loạt bọ nha. Thôi, chắc là cái tập đột nhập ngày hôm nay của mình đây cũng hết các bạn ơi. Mình sẽ đi kiếm thêm mấy con bọ kẹp kim vàng này, mấy con Godzilla, rồi con Panama về hôm sau mình khoe các bạn nha. Chứ bây giờ là mình bó tay. Thôi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau, nhớ like, subscribe cho mình nha các bạn ơi. Ôi, còn nguyên một nùi sushi nữa này.